thần tài ban lộc cho ba con giáp, trúng số độc đắc 235 tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia cực giàu có, đúng vào ngày Tết. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với không gian tâm linh huyền năng này. Quý vị thân mến, trải đời bao năm, hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn mình và người thân sẽ nhận được nhiều nhất những điều tốt đẹp, có đúng không ạ? Thế nhưng, thực tại là hung cát đan xen, âm dương song hành, có đỏ có đen, có suy có thịnh, đại hạn là điều không ai muốn. Trời đất chẳng muốn ban, nhưng đó là con đường đi song song với vận mệnh của con người. Chưa kể, nó được ví như hồi xuông dài, đánh thức con người phi thường ở bên trong bạn, nhằm thúc đẩy con người đi qua giới hạn. Có lẽ, nhiều người hiện tại đang lâm vào cung đường, tắc lối, khổ sở trăm bề, chưa suy sụp vì đại hạn, nhưng quá khổ về chữ tiền. Nào là tiền cơm ăn ba bữa, tiền lo sinh hoạt ví, cưới hỏi ma chay, rồi tiền phải lo to hơn là trả nợ, tiền xây căn nhà, lo cho con cái học hành, lo chữa bệnh cho bản thân hoặc cha mẹ già. Chúng như con thú dữ gặm nhấm cào xé cuộc đời của bạn từng ngày, từng giây, từng phút mà chưa biết ngày thoát ra. Thế nhưng, nghèo khổ thì quá đủ rồi. Ba con giáp này, đúng ba ngày Tết, chạy ngay đi mua két sắt, gặp được thiên thời, trúng số độc đắc, tiền tài đổ về, vàng bạc cũng ổ ạt trút xuống, xóa tan mọi nợ nần, vất vả của bạn. Trước đây, khổ sở nợ nần bao nhiêu, nay sung túc, phú quý bấy nhiêu. Ba con giáp này cầm tiền quyền đập thẳng vào mặt chủ nợ, xóa hết nợ nần, mua nhà sắm xe, cuộc sống ấm no hạnh phúc, vạn sự như ý, mười phần vẹn mười. Vậy để biết được đó là năm con giáp nào, tại sao họ lại may mắn đến như vậy, thì xin mời quý vị hãy cùng kênh Đại Phú Quý đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thần tài ban lộc cho ba con giáp, trúng số độc đắc 235 tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia cực giàu có, đúng ba ngày Tết. Vị trí đầu tiên xin chúc mừng con giáp tuổi Tuất. Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo. Người tuổi Tuất thường rất thông minh, tài giỏi, nhưng vì vận may không mỉm cười nên không được người đời trọng dụng. Đến một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ công thành danh toại và làm được những điều mình từng ấp ủ. Ba ngày Tết năm 2024 thật sự là quãng thời gian ngọt ngào với Tuất khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Đây chính là thời cơ để những người tuổi này kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Bởi thực thần chiếu mệnh cho thấy, tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh, buôn bán thuận lợi. Bước sang năm Giáp Thìn năm 2024, tuổi Tuất được thần may mắn đổ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn hẳn so với những người khác. Hãy trân trọng may mắn mình đang có. Con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ, có thể được người khác cho tiền hay được đền bù bởi một sự vụ nào đó trôi qua rất lâu rồi. Chưa hết đâu, năm mới năm 2024, tuổi Tuất hãy thử bốc thăm trúng thưởng xem nhé. Hoạnh tài lớn nên con giáp này có thể sẽ có được vận may lớn, tiền của trong nhà càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Về tài lộc, thiên tài báo hiệu tuổi Tuất nhận tin vui về đường tiền bạc, dường như thần tài đang đứng về phía bạn trong ngày hôm nay, bởi chỉ dựa vào vận may của mình bạn cũng có thể thắng được một khoản tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, làm việc thì bạn cũng cần phải để ý tới chừng mực. Nhân đà này, bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản lớn, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất lúc này đã được trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước, không có gì phải lo lắng quá nhiều. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội để phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu
thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu tiên là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng hướng, đúng đường. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp đầu năm. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Về sức khỏe, trong 3 ngày Tết năm Giáp Thìn này, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra xương tật hoặc quả huyết quang. Do đó, Tuất cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm đầu năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập, ăn uống, liên hoan. Bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Về tình duyên, đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Tuất có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đồng đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Cát thần giúp làm ăn sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ sẽ rất có lợi cho người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này sau bao tháng ngày mong ngóng. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng, kẻo bách hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và thai nhi. Và tiếp theo sau đây là chi tiết tử vi tuổi Tuất may mắn nhất trong 3 ngày Tết. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Ngày hợi mùi bán hợp, tuổi Nhâm Tuất có thể nhận được nhiều lời khen từ người khác về cách cư xử khéo léo và tinh tế của mình. Các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp và hài hòa. Vì vậy mà tinh thần của bạn vui vẻ suốt một ngày, không gặp bất cứ trở ngại gì. Bạn cũng dành thời gian chăm lo cho các mối quan hệ gần gũi với người thân bạn bè. Người tuổi này nhận ra rằng suốt năm qua bận rộn như thế, nhưng giờ phút quây quần với mọi người như lúc này mới là giây phút bạn mong chờ nhất. Người thân chính là điểm tựa vững vàng cho bạn vượt qua khó khăn, trở ngại của cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng nên chủ động trong việc ăn uống. Đừng ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe hoặc uống bia rượu quá nhiều. Tết là dịp mọi người tề tự, gặp gỡ nhau, nhưng không có nghĩa là bạn vui chơi quá đà mà bỏ bê sức khỏe của mình. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt là từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Thường quan xuất hiện, người tuổi Canh Tuất cảm nhận được may mắn rất cận kề. Bạn sẽ có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính cũng như đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình. Mọi thứ đều đúng như ý muốn, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Với vấn đề tình cảm, bạn nhận được sự quan tâm từ người ấy rất nhiều và cũng có kế hoạch giúp các bạn có thể gần gũi nhau hơn. Hôm nay, sự mạnh dạn, chủ động trong tình cảm giúp những ai có ý định tăng tiến mối quan hệ có được kết quả tốt. Tuy nhiên, hôm nay con giáp này cũng nên cố gắng điều chỉnh thời gian dành cho việc vui chơi với bạn bè hơn một chút. Những bữa nhậu nhẹt, chè chén nên tiết chế lại, đừng ngần ngại từ chối nếu cần, bởi bạn đã có khả năng nhiều những cuộc gặp mặt đầu xuân rồi đấy. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt là từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Người tuổi Mậu Tuất có tâm trạng khá thoải mái trong 3 ngày Tết. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng để sự thẳng thắn, tùy tiện của mình giết chết cuộc trò chuyện. Bên cạnh đó, đừng nói những lời làm tổn thương tới người khác. Ngày Tết hãy dĩ hòa vi quý, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn. Thủy khí vượng, nếu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với quá trình vui chơi du lịch, nhậu nhẹt quá nhiều, thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang bị quá tải. Đây chính là lúc nên dành thời gian để chăm sóc lại sức khỏe của mình. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao.
Giờ tốt là từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Để xua đuổi mọi vận hạn và đón may mắn tài lộc với phới vào dịp đầu năm thì tuổi Tuất hãy xem ngay mình nên làm gì dưới đây nhé. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và sau đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nụ cười không chỉ làm giàu cho người nhận mà cả người cho. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt đời. Hãy mỉm cười với nhau dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu tới những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất. Vì không ai cần một nụ cười nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng con giáp tuổi Dần. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt, ham học hỏi, có khả năng nhìn xa trông rộng. Mục tiêu phấn đấu của bạn trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngoài tài năng, bạn còn được biết đến với tinh thần dám nghĩ dám làm, không vì khó khăn vất vả mà bỏ cuộc. Bước sang năm mới năm 2024, công việc của người tuổi Dần có bước chuyển biến rõ rệt. Sau những thành tựu ở những tháng gần đây, bạn được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hiệu suất công việc của bạn tăng lên đáng kể, kéo theo thu nhập cũng được cải thiện. Đúng 3 ngày Tết năm Giáp Thìn, Dần hãy cứ vui vẻ. Đây sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp với con giáp này. Mùng 2, bạn thức dậy sẽ được thần tài nghênh đón, hỉ khí dồi dào. Mùng 3 cũng sẽ hoan hỉ tiếp đối. Cứ yên tâm mà tận hưởng đi nhé. Bước sang năm mới, cuộc sống của Dần hanh thông, ra ngoài gặp quý nhân, sự nghiệp vượng phát, đào hoa vượng, vận thế hanh thông sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Vận may bùng nổ, sắp tới sẽ có nhiều cơ hội để làm ăn như diều gặp gió, tài lộc dồi dào, cuộc sống của bạn ngày càng khấm khá, tương lai tươi sáng. Về tài lộc, theo tử vi cho biết, đường tài lộc của bản mệnh trong ngày mùng 3 Tết này có phần bằng phẳng hơn, không phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức của mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hành thông cho cả năm. Bên cạnh đó, thực thần mang tới tin vui về tài lộc cho bản mệnh. Có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác mà kiếm được tiền. Có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản lớn, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay ho xuất hiện khi bạn có nhiều tiền, nhưng hãy nhớ luôn nâng cao cảnh giác, cẩn thận, kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin nhé. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, tử vi 3 ngày tới, tuổi Dần về phương diện sự nghiệp cho thấy đây sẽ là một thời điểm ngập tràn cơ hội và nhiều tin vui đang chờ đón bản mệnh khi được cả thái tuế, nguyệt lệnh và nhiều các tinh hậu thuẫn. Đầu năm mới, tuổi Dần lâm tượng tam hội lại được nguyệt lệnh đế vượng chống lưng. Vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ. Công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn việc nhỏ gì đều có được thu hoạch. Gần như có thể khẳng định rằng chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn vào thời điểm này. Bạn bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới kỹ lưỡng, chủ động chuẩn bị trước các công việc sau kỳ nghỉ lễ. Con giáp này đang được thôi thúc, tạo ra rất nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Có lẽ vì nhìn thấy xung quanh mình, mọi người đang có kết quả công việc vô cùng xuất sắc. Ai cũng hết sức chăm chỉ và cẩn mẫn, lại thêm tinh thần hào hức đón Tết đến xuân sang cũng ảnh hưởng phần nào, càng thôi thúc bạn hăng hái tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa. Bên cạnh đó, trong tháng dịch mã động tình xuất hiện mang theo sự hăng hái nhưng cũng là điềm báo sự bôn ba tất bật. Tất nhiên, thành công phải đổi bằng mồ hôi công sức chứ không có chuyện làm việc thảnh thơi nhàn nhã hay há miệng chờ sung. Nhìn chung, tháng riêng sẽ là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần sống sáo và quyết liệt trong công việc. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên đường hiện thực hóa nó. Nếu may mắn, rất có thể ngay trong tháng này bạn sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, đón một mùa xuân mới càng thêm ý nghĩa. Về sức khỏe,
Sang đầu năm 2024, sức khỏe của tuổi Dần cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại. Thể trạng của con giáp này khá sung mãn khi vận khí đang đi lên. Nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, tháng này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng, xã giao nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng. Bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định. Dịch mã động tinh cũng là điềm báo dịch truyền khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề về an toàn khi đi lại. Về tình duyên, thêm một phương diện bừng sáng trong tháng mới của Dần, đó chính là về tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế vượng như thổi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào ở bên trong bản mệnh. Trời xuân phơi phới, cát khí ngập tràn cũng là thời điểm trăm hoa đua nở, có lợi cho nhân duyên của con giáp này. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa hợp, con cái ngoan ngoãn nghe lời. Dù thời gian này mọi thành viên trong gia đình đều tất bật với công việc, song từ giữa tháng cả gia đình quây quần bên nhau, dọn dẹp nhà cửa, cùng bàn kế hoạch sửa soạn đón Tết, càng giúp không khí gia đình tưng bừng khấn khởi. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Tháng đầu năm rảnh rang, quý bạn có thể tiến hành đám cưới sẽ rảnh rang hơn. Với người độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, bạn có thể dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả sự phát triển sự nghiệp. Khi duyên tới, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá gượng ép, kẻo mọi chuyện sẽ khó thành. Và tiếp theo sau đây là chi tiết tử vi tuổi Dần may mắn nhất trong 3 ngày Tết. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi cho thấy tuổi Giáp Dần được thực thần ghé thăm, nên trong hôm nay bạn có nhiều niềm vui trong các buổi tụ họp, gặp gỡ với họ hàng, bạn bè. Bạn có thể nhận được những lời mời giao lưu, ăn uống hoặc thưởng thức một bữa tiệc đầu xuân năm mới vui vẻ bên bạn bè và đồng nghiệp. Tính cách cởi mở, hòa nhã nên bạn hòa nhập vào đám đông khá nhanh, không hề có trở ngại nào trong giao tiếp gây cản trở cho bạn ngay lúc này. Tranh thủ cơ hội này, tích lũy thêm các mối quan hệ có lợi cho tương lai của mình nhé. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc cho thấy bản mệnh có thể sẽ đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Nhưng do chưa biết tận dụng thời cơ nên có thể khiến nhân duyên trôi qua mất. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê và màu vàng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xem tử vi 3 ngày Tết Nhâm Dần, tuổi Nhâm Dần có tam hội nhập cục nên mọi việc trong ngày vẫn khá yên ả. Bản mệnh có 3 ngày Tết quây quần ấm cùng bên nhau, không có gì phải bận tâm. Sức khỏe của bạn đang ở mức ổn định, nhưng cũng đừng chủ quan mà sử dụng nhiều chất kích thích quá. Bạn nên chú ý sức khỏe đường tiêu hóa, nhất là trong ngày thủy vượng. Hạn chế ăn các đồ nhiều mỡ hay uống bia rượu để không gây áp lực cho dạ dày những ngày Tết. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt là từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh dương, màu đen. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Thân và tuổi Sửu. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. 3 ngày Tết lục hợp mang tới cho người tuổi Bính Dần vận trình tương đối an nhiên trong mọi việc và có nhiều niềm vui về tình cảm. Ngày này đường tình cảm có những chuyển biến tốt đẹp, thuận vợ thuận chồng, gia đạo êm ấm và nhiều tiếng cười. Đường tài lộc của bản mệnh trong 3 ngày Tết này có phần bằng phẳng hơn, không phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh dành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hành thông cho cả năm. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt là từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá, màu xanh lam. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Hợi và tuổi Tuất. Để xua đuổi mọi vận hạn và đón may mắn tài lộc phơi phới vào dịp đầu năm, thì tuổi Dần hãy xem ngay mình nên làm gì dưới đây nhé. Có thể bạn đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở
nên bạn nhìn đâu cũng thấy màu xám. Hãy tập cho mình một lối suy nghĩ thiên về màu hồng để bạn cân bằng được trạng thái tinh thần của mình. Đôi khi chỉ cần nghĩ thế và quyết tâm đạt được mục tiêu thì bạn sẽ thành công. Ngược lại, nếu cứ nói tôi sợ không làm được, tôi sẽ thất bại, thì bạn đã nắm chắc thất bại 50% rồi. Chẳng hạn, bạn thử tưởng tượng xem có nhà tuyển dụng nào muốn tuyển một ứng viên luôn tự ti, nhút nhát, mặc cảm không? Nếu không thể tự mình suy nghĩ lạc quan được, bạn có thể làm quen, trò chuyện với những người vui vẻ, học hỏi ở họ khiếu hài hước. Trong trường hợp này, bạn bè sẽ giúp được mình nhiều đấy. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng con giáp tuổi Hợi. Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu, đại diện cho một trong những con giáp được Thượng Đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng. Họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sống tốt viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn, họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng. Nhờ tính lành, không sân si mà tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức. Sau 30 tuổi, cuộc sống như bước qua trang mới. Từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Nếu không giàu ngay lúc đó thì cũng sẽ giàu vào lúc khác. Họ không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Con giáp này dù đã có những thành tựu đáng nể trong năm qua, thế nhưng phải chờ tới Tết năm 2024 thì đường công danh của họ mới thực sự sán lạn hanh thông. Cũng nhờ được quý nhân sát cánh mà Tết này Hợi như hổ mọc thêm cánh, vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền. Dịp Tết này, mọi hiểu lầm, mâu thuẫn của Hợi mà một nửa đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Cũng nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia nên tuổi Hợi sẽ có chuyện tình cảm đôi lứa phơi phới hân hoan, tình tiền viên mãn. Năm Giáp Thìn đến, người tuổi Hợi vận xui đã hết, đón phúc mỗi ngày. Ngay từ ngày mùng 1 Tết, con giáp tuổi Hợi mở cửa đón thần tài, nhận tài lộc, mưa thuận gió hòa suốt cả năm. Nhờ đó, vận may đến với họ nhiều hơn, tài lộc hanh thông, họ làm việc gì cũng tự tin và dứt khoát hơn, giúp họ thành công hơn. Về tài lộc, xem tử vi cho thấy, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Hợi cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa, các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Bên cạnh đó, ngũ hoàng nhập phương chính bắc, mệnh chủ có điểm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này, bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi. Vì thế, hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương, hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực, vừa là để học hỏi, vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn. Nhìn chung, cuộc sống của bạn lúc này đã khá thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều người tuổi Hợi nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung, lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho biết tuổi Hợi có tam hội nhập cục nên mọi việc trong ngày vẫn khá yên ả. Bản mệnh có 3 ngày Tết quây quần ấm cùng bên gia đình, không có gì phải bận tâm. Bản mệnh có thể yên tâm đón những ngày đầu năm mới khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Đầu năm mới sẽ mang đến cho con giáp tuổi Hợi động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn trong sự nghiệp thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến cho bạn tự giới hạn bản thân. Tháng đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Về sức khỏe, chịu ảnh hưởng của hung tinh Thìn Nguyệt, sức khỏe của Hợi trong đầu năm 2024 có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu do bạn mải mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi, điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển, đi lại cũng phải cẩn thận, kẻo va đụng, gặp tai nạn ngoài ý muốn hoặc sơ hở gây mất cắp đồ đạc. Về tình duyên, theo dõi tử vi 3 ngày Tết tuổi Hợi âm lịch,
ngày đầu năm Giáp Thìn cũng là thời điểm đường tình duyên của những người tuổi này rực sáng. Tháng này nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục, thêm cả sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên rộng mở, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn cho mệnh chủ. Các chàng trai và cô gái độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng phù hợp để phát triển quan hệ. Rất có thể bạn sẽ không phải đón Tết này trong đơn độc như mọi năm. Các cặp đôi đang trong thời gian yêu đương cũng có thể nâng tầm mối quan hệ, sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Tết tới cũng là dịp để cả nhà xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên đều được tháo gỡ nhờ vậy. Song tuổi Hợi cũng cần đề phòng, bởi đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên tỉnh táo và giữ mình để tránh rơi vào vòng xoáy tỉnh Tây Ba. Tình cảm muốn bền vững thì quan trọng nhất phải tự biết tạo cảm giác an toàn cho đối phương và giữ vững lòng tin dành cho nhau. Và tiếp theo sau đây là chi tiết tử vi tuổi Hợi may mắn nhất trong 3 ngày Tết. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được tam hợp thái tuế che chở. Tử vi hôm nay dự báo người tuổi Tân Hợi có cảm giác ổn định khi nhận được sự trợ giúp của vận khí đường vượng. Đây cũng là ngày mà nếu con giáp này cảm thấy cần tới sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn lên tiếng đề nghị thay vì giữ im lặng. Hãy yên tâm là mọi người sẽ hỗ trợ bản mệnh mà thôi. Với cát khí trong hôm nay, các cặp đôi nhân cơ hội này để làm mới tình yêu của mình luôn đi nhé. Vẫn đang trong 3 ngày Tết, đừng vội lao vào công việc. Hãy dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi, có thể lượn lờ phố phường, đi thăm bạn bè họ hàng, khám phá những địa điểm mới. Cố gắng làm mới lại tâm hồn và suy nghĩ của bạn để thư giãn tâm trí nhé. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đường số đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự thay đổi khá lớn về các thói quen sinh hoạt này, nên trò chuyện với bạn bè, người phối ngẫu, con cháu nhiều hơn để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Lục hợp mang tới cho người tuổi Kỷ Hợi vận trình tương đối an nhiên trong mọi việc và có nhiều niềm vui về tình cảm. Ngày này, đường tình cảm có những chuyển biến tốt đẹp, thuận vợ thuận chồng, gia đạo êm ấm và nhiều tiếng cười. Đường tài lộc của bản mệnh trong 3 ngày Tết này có phần bằng phẳng hơn, không phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt là từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá, màu xanh lam. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Hợi và tuổi Tuất. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Thường quan xuất hiện, người tuổi Quý Hợi cảm nhận được may mắn rất cận kề. Bạn sẽ có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính cũng như đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình. Mọi thứ đều đúng như ý muốn, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Với vấn đề tình cảm, bạn nhận được sự quan tâm từ người ấy rất nhiều và cũng có kế hoạch giúp các bạn có thể gần gũi nhau hơn. Hôm nay, sự mạnh dạn, chủ động trong tình cảm giúp những ai có ý định tăng tiến mối quan hệ có được kết quả tốt. Tuy nhiên, hôm nay con giáp này cũng nên cố gắng điều chỉnh thời gian dành cho việc vui chơi với bạn bè hơn một chút. Những bữa nhậu nhẹt, chè chén nên tiết chế lại. Đừng ngần ngại, từ chối nếu cần, bởi bạn đã có khá nhiều những cuộc gặp mặt đầu xuân rồi đấy. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Để xua đuổi mọi vận hạn và đón may mắn tài lộc phơi phới vào dịp đầu năm thì tuổi Hợi hãy xem ngày mình nên làm gì dưới đây nhé. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tình xấu
để trở nên hoàn thiện hơn.